Xin chào quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Phúc. Sáng hôm nay 24 tháng 6 tiếp tục là thông tin về Tuyết Nhung. Mới đây thì Tuyết Nhung đã chia sẻ hình ảnh vào tối ngày hôm qua. Tuyết Nhung đã được cậu Thanh Huy đã tổ chức sinh nhật cho Tuyết Nhung. Một buổi tiệc sinh nhật rất ấm cúng. Thì nhìn vào hình ảnh này, quý ông bà, cô chú anh chị cũng đã thấy là cậu Thanh Huy cùng một số người bạn của Tuyết Nhung đã đến một cái buổi tiệc tổ chức sinh nhật cho Tuyết Nhung rất là vui. Dưới hình ảnh chiếc bánh kem đó là bánh bò nước cốt dừa, thì Tuyết Nhung rất là vui với màn chúc mừng sinh nhật của người cậu Thanh Huy. Thì Tuyết Nhung có chia sẻ là cậu tôi chúc mừng sinh nhật tôi bằng cái bánh gì đây? Vâng, đó là cái bánh bò. Thì cả nhà thấy là một màn chúc mừng sinh nhật cho Tuyết Nhung rất là vui nha cả nhà. Được biết sinh nhật của Tuyết Nhung ngày chính thức là ngày 19 tháng 7. Thì 13 tháng 7 sẽ là một cái chương trình show đặc biệt của Tuyết Nhung cùng với Giác Long. Đó là show Birthday Tuyết Nhung Giác Long. Và hình ảnh poster thì cả nhà cũng đã xem, đã được cập nhật mới. Hình ảnh Tuyết Nhung với Giác Long, cả hai rất là đẹp đôi. Cả hai rất là đẹp. Và hiện nay Tuyết Nhung và Giác Long đang rất là tích cực. Hôm nay đã là 25 tháng 6 rồi, chỉ còn khoảng gần 20 ngày nữa thì đêm nhạc tại phi trường truyền thông Khang sẽ diễn ra show birthday của Tuyết Nhung và Giác Long. Trong show này cả hai sẽ hát rất nhiều ca khúc mới, 18 ca khúc mới sẽ được Tuyết Nhung và Giác Long trình làng trong cái buổi tiệc sinh nhật của cả hai. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Và hiện tại cả hai đang rất là tích cực tập dượt những cái ca khúc. Đặc biệt là mỗi ca khúc, mỗi bài hát đều có màn diễn kịch hài hước. Sân khấu truyền thông Khang sẽ là một đêm nhạc tưng bừng sinh nhật của Tuyết Nhung và Giác Long. Với những màn biểu diễn của cả hai sẽ có vũ đạo. Vì vậy Tuyết Nhung và Giác Long hiện nay cũng đang tích cực tập luyện để có những cái tiết mục vũ đạo hay nhất để gửi đến với tất cả khán giả. Kèm theo đó là cũng có một tiết mục, một ca khúc đặc biệt đang được Tuyết Nhung và Giác Long tập luyện cùng với thầy giáo của mình. Vì vậy đây sẽ là một đêm nhạc được mong chờ. Và chắc chắn ekip của Tuyết Nhung cũng như Giác Long là quản lý Bảo Bảo sẽ tổ chức và có điểm nhấn trong cái chương trình. Thì thời gian vừa qua cả nhà cũng đã thấy được Tuyết Nhung xuất hiện trên sân khấu rất là đẹp với những chiếc áo dài được thiết kế bởi Bảo Bảo cũng như là Đầm Dạ Hội. Thì Tuyết Nhung mặc vào rất xinh đẹp. Vì vậy trong cái đêm nhạc mừng sinh nhật của cả hai, khi mà hát giao lưu lời xuống sân khấu trò chuyện cùng với khán giả, thì Tuyết Nhung sẽ mặc những cái trang phục được thiết kế bởi Bảo Bảo cũng như Giác Long. Thì thấy được Bảo Bảo là một người rất tỉ mỉ, rất chăm chút và chỉnh chu cho cái trang phục biểu diễn của Tuyết Nhung và Giác Long. Vì vậy, đêm nhạc mừng sinh nhật đầu tiên 13 tháng 7 tổ chức tại phi trường Tiền Không Khang hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc tuyệt vời, mang lại nhiều cảm xúc, nhiều điều mới mẻ cũng như những tiết mục đặc sắc mà cặp đôi Tuyết Nhung và Giác Long hiện nay đang rất tích cực tập luyện để có một cái đêm nhạc ấn tượng để gửi đến với tất cả khán giả. Và ngày 23 tháng 6 vừa qua,
Mọi người chắc chắn cũng đã xem được cái tiết mục mà Tuyết Nhung biểu diễn cùng với nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, đó là Tình Cô Gái Quê. Và trong chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc được phát trực tiếp trên đài truyền hình HTV9 thì Tuyết Nhung đã thể hiện rất là tuyệt vời khi có tiết mục song ca cùng với Võ Minh Lâm. Thì mọi người cũng đã biết Võ Minh Lâm là một tài năng, là một nghệ sĩ ưu tú, nên khi Tuyết Nhung hát với Võ Minh Lâm được rất nhiều bà con khen ngợi, hàng triệu khán giả đã xem qua màn hình và hết lời khen ngợi con gái của ca sĩ Phi Nhung giờ đây đã trưởng thành, đã trở thành một cô công chúa hát rất hay, biểu diễn trên sân khấu. Đó là một điều rất tuyệt vời. Được biết là ngày 14 tháng 7, sau cái đêm 13 tháng 7 là show sinh nhật của Thiết Nhung và Giác Long tổ chức tại phim trường truyền Không Khang, thì ngày hôm sau 14 tháng 7 thì Thiết Nhung tiếp tục họp fan FC của Thiết Nhung tại quán Bura Chai của ca sĩ Phi Nhung, tức là mẹ Phi Nhung của Thiết Nhung, tại quận 5, để mọi người có thể giao lưu trò chuyện cùng với Tuyết Nhung. Đặc biệt đến với nhà hàng Bura Chai sẽ thưởng thức được những món ăn chay, hơn 100 món ăn từ ba vùng miền Bắc Trung Nam, được đầu bếp của ca sĩ Phi Nhung nấu nướng rất là ngon, cùng với quản lý ở đây đó là quản lý Diễm Phạm. Vì vậy buổi họp mặt fan tổ chức sinh nhật của Tuyết Nhung 14 tháng 7 tại quán Bura Chai sẽ là một sự kiện mà hiện nay cũng rất là nhiều FC của Tuyết Nhung đăng ký để lập danh sách, để Tuyết Nhung sẽ tổ chức một cái buổi gọi là họp mặt fan nhân cái ngày sinh nhật của mình được chu đáo nhất, trọn vẹn nhất. Đó là một điều rất là vui. Cũng như là vào ngày 19 tháng 7 là ngày chính thức sinh nhật của Tuyết Nhung. Thì Tuyết Nhung cũng có một cái show biểu diễn tại Hà Nội. Thì lần này Tuyết Nhung biểu diễn cùng với Thiên Ngân và Juno và ca sĩ diễn viên Minh Luân và một số người nữa. Vì vậy, vào ngày sinh nhật của Tuyết Nhung cũng có show biểu diễn, đó là một điều rất là tuyệt vời, phải không cả nhà? Vì vậy, từ nay đến đó thì Tuyết Nhung đang rất là tích cực tập luyện để chuẩn bị tốt cho cái show diễn vào ngày 13 tháng 7 cùng với Giác Long. Show mừng sinh nhật đầu tiên của Tuyết Nhung và Giác Long. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Đừng quên cho Phúc xin một like cũng như một đăng ký kênh nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.